Chào mừng quý phụ huynh và các em thí sinh đang theo dõi chương trình livestream tư vấn xét tuyển đại học năm 2022 đang được phát sóng trên fanpage trường đại học Văn Lang. Và ngày hôm nay chương trình live của chúng ta được phát sóng vào ngày 15 tháng 7, một ngày rất hot khi Văn Lang vừa công bố kết quả xét tuyển điểm chuẩn có điều kiện cho các bạn thí sinh xét tuyển phương thức học bạ. Và chính vì thế thì các bạn đang cần rất là nhiều thông tin xét tuyển. Và hôm nay hy vọng là chương trình sẽ giúp các bạn giải đáp thật nhiều thông tin các bạn nha. Và sau khi thông báo điểm chuẩn của trường đại học Văn Lang thì đây là một căn cứ quan trọng để các bạn tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Và ngày hôm nay Văn Lang sẽ dành một tiếng để dành thời gian để trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt của các bạn, để giúp các bạn có thêm thông tin về kết quả xét tuyển thẳng cũng như kết quả xét tuyển học bạ và kỳ thi đánh giá năng lực, để giúp các bạn tự tin hơn trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Và bên cạnh Gia Hân đây, hôm nay xin được chào đón hai vị khách mời quen thuộc của chương trình livestream. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Võ Văn Tuấn, phó hiệu trưởng thường trực trường đại học Văn Lang. Và bên cạnh thầy Tuấn, xin được giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Thị Mến, trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông trường đại học Văn Lang. Và kính thưa quý phụ huynh và các bạn thí sinh thân mến, năm 2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh quy chế tuyển sinh đại học, và theo đó thì các bạn thí sinh đăng ký xét tuyển sớm tại các trường đại học, và sau đó thì các bạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và với 27 năm kinh nghiệm của thầy thì thầy có thể chia sẻ cho các bạn đang theo dõi chương trình được biết là cái ưu thế khi các bạn sử dụng phương thức xét tuyển sớm thì như thế nào ạ? Vâng, kính chào quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình livestream tư vấn xét tuyển sớm và cái lợi ích như thế nào trong cái vấn đề xét tuyển sớm của năm tuyển sinh 2020. Thì trước hết tôi cũng xin nói rõ là trúng tuyển sớm hay là cái phương thức xét tuyển sớm này thì không gọi là trúng tuyển chính thức, các bạn chưa thể là chính thức, mà gọi là trúng tuyển có điều kiện, ngoại trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. Tức là các bạn chưa được chính thức trúng tuyển, các bạn nên nhớ lưu ý vậy. Thì đây là cái phương thức xét tuyển sớm để tạo điều kiện cho các bạn có cơ hội trúng tuyển khi các bạn đăng ký vào một trường nào đó. Trong thời gian từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8, các bạn đăng ký trên hệ thống của Cổng Thông tin Quốc gia hoặc đăng ký trên Cổng Thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì như giới thiệu về chương trình, thì chúng ta biết rằng năm nay Bộ Giáo dục Đào tạo thay đổi về mặt kỹ thuật. Cơ bản thì quy chế không có gì thay đổi nhiều như chúng tôi đã nhắc và đã trao đổi trong các số livestream trước đây, thì chúng ta chỉ thay đổi về mặt kỹ thuật. Thì năm nay chúng ta có một cái phương thức gọi là, có một cái cách gọi là xét tuyển sớm. Thì xét tuyển sớm này thì có rất nhiều cơ hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn. Thì các năm trước thì các trường xét trúng tuyển luôn, trúng tuyển sớm luôn và gửi giấy báo các bạn, gọi các bạn đến nhập học. Tuy nhiên năm nay thì tất cả các trường theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo thì có phương thức gọi là xét tuyển sớm. Thì xét tuyển sớm thì cái trúng tuyển sớm này tôi xin nhắc lại là chưa trúng tuyển chính thức, mà là chỉ trúng tuyển theo điều kiện, tức là điều kiện trúng tuyển thiếu điều kiện trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì do đó ở đây thì các bạn phải đăng ký trên hệ thống Cổng Thông tin Quốc gia và ghi theo sắp xếp thứ tự nguyện vọng theo cái phiếu yêu cầu. Thì khi đó các bạn mới được lọc và chính thức trúng tuyển. Thì ở đây cái lời của cái phương thức xét tuyển sớm mà các trường đại học đang thực hiện, thì cái phương thức xét tuyển sớm tạo điều kiện cho các bạn rất nhiều. Đặc biệt thứ nhất là giảm áp lực cho các bạn trong cái kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Thì các bạn cũng biết rằng kỳ thi tốt nghiệp làm cho chúng ta có cái áp lực rất lớn. Thì qua cái vấn đề xét tuyển sớm sẽ tạo điều kiện cho các bạn giảm áp lực các bạn trong vấn đề kỳ thi. Cái thứ hai nữa, tạo điều kiện và cơ hội cho các bạn có một cái sự chọn lựa chính thức vào một cái trường nào đó, vào một cái ngành nào đó mà mình yêu thích. Có nghĩa là các cơ hội các bạn trúng tuyển vào đại học cao hơn với cái mức điểm phù hợp với cái ngành và cái tổ hợp mà mình lựa chọn cũng như cái trường mà mình lựa chọn. Và vấn đề thứ ba nữa, cái lợi thế của xét tuyển sớm là tạo sự công bằng. Sau khi các bạn có các trường có kết quả xét tuyển sớm của tất cả các trường đại học mà các bạn đăng ký rồi, nếu các bạn đủ điều kiện, thì các bạn có nhận thông tin và dữ liệu đó sẽ được đưa lên Cổng Thông tin Quốc gia.
thì cái tất cả các dữ liệu kết quả xét tuyển sớm các trường đưa lên thì các bạn có thời gian để chọn lựa cái ngành mình yêu thích, cái trường mình yêu thích và đặt lên nguyện vọng đầu tiên, sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng, đặt trên nguyện vọng ưu tiên. Trường nào các bạn thích nhất, ngành nào các bạn thấy phù hợp nhất và yêu nhất thì mong muốn nhất thì các bạn đưa lên cái nguyện vọng đầu tiên. Do đó các bạn có nhiều cơ hội, có nhiều lựa chọn và rất công bằng trong vấn đề xét tuyển đối với từng mức điểm cũng như cái lựa chọn các bạn. Thì mong rằng thì các bạn sáng suốt, mong rằng các bạn có một cái sự lựa chọn cũng như có cái phương thức xét tuyển, sắp xếp các cái nguyện vọng như thế nào để vào được cái ngành, vào được cái trường mà mình cảm thấy phù hợp với mức điểm và mình yêu thích nhất. Chúc các bạn thành công cho cái thời gian xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Tôi xin nhắc lại các bạn lưu ý, dù các bạn đã được điều kiện trúng tuyển sớm của các trường rồi, thì các bạn cũng phải đăng ký trên hệ thống Cổng Thông tin Quốc gia hoặc là Cổng Thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Và mới bắt đầu livestream thôi nhưng mà hiện tại thì đang có khoảng hơn 1.100 bạn theo dõi và các bạn đã bắt đầu gửi câu hỏi về cho chương trình rồi ạ. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay sẽ dành trọn một tiếng để có thể giúp các bạn giải đáp tối đa những câu hỏi xoay quanh kết quả xét tuyển sớm và lộ trình xét tuyển đại học để giúp các bạn tự tin hơn các bạn nha. Và một trong những phương thức xét tuyển sớm để về đích nhanh nhất đó là phương thức xét tuyển thẳng. Và ngày hôm nay thì Văn Lan cũng đã là ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, thì em nhờ cô Mến sẽ giới thiệu cho các bạn cái lộ trình tiếp theo khi bạn đăng ký xong thì các bạn cần phải làm gì ạ? Cảm ơn Gia Hân. Xin chào hơn 1.000 bạn thí sinh đang theo dõi chương trình livestream của trường Đại học Văn Lan. Đúng như Gia Hân nói đó, thì phương thức xét tuyển thẳng là một trong những cái phương thức mà sẽ về đích nhanh nhất trong năm tuyển sinh 2022 năm nay. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì chắc là các bạn cũng đã biết theo quy chế tuyển sinh năm nay thì nhóm thí sinh xét tuyển thẳng sẽ là nhóm thí sinh được xác nhận nhập học sớm nhất so với các nhóm còn lại. Thì xét tuyển thẳng cũng là một trong năm phương thức xét tuyển của trường Đại học Văn Lang công bố trong năm tuyển sinh này. Thì đối với phương thức xét tuyển thẳng á, thì các bạn có cái thời gian xét tuyển nộp hồ sơ cho trường Đại học Văn Lang thì như Gia Hân nói là kết thúc vào 24 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 7. Thì sau đó nhà trường cũng sẽ gửi cái thông báo kết quả cho các bạn trước ngày 21 tháng 7 để kịp thời bổ sung dữ liệu của thí sinh khi mà đưa lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì đối với nhóm thí sinh xét tuyển thẳng thì các bạn theo quy chế thì các bạn chỉ cần đợi cái kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông, mà như chúng ta biết đó là theo lộ trình năm nay thì khoảng ngày 24 tháng 7 là các bạn sẽ biết được cái kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của mình, và sau đó chậm nhất là ngày 28 tháng 7 thì các bạn sẽ có cái kết quả công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông dựa trên kết quả thi của mình. Thì chỉ cần có điều kiện như vậy thôi là các bạn đã đủ, các bạn của nhóm xét tuyển thẳng thì có thể đủ điều kiện để có thể xác nhận nhập học. Thì như thầy Tuấn đã chia sẻ thì cái giai đoạn từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 là giai đoạn mà đại đa phần thí sinh sẽ thực hiện cái thao tác là đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng riêng nhóm thí sinh xét tuyển thẳng, nếu các bạn muốn xác nhận nhập học theo cái diện tuyển thẳng của mình thì đây cũng là thời gian để các bạn xác nhận nhập học. Và như vậy thì các bạn có thể được nhập học sớm hơn. Thì đây là cái ưu tiên của nhóm này. Và ngoài ra thì như các bạn cũng biết là thường là nhóm xét tuyển thẳng là cái nhóm mà có điểm số cao hoặc là có những cái thành tích đặc biệt. Thì đây cũng là cái nhóm mà có cơ hội cao hơn để nhận được các học bổng tuyển sinh chẳng hạn. Thì năm nay trường Đại học Văn Lang cũng sẽ có cái chế độ về học bổng tuyển sinh cho các bạn thí sinh được công bố trong trước khi các bạn nhập học. Để các bạn có thể đăng ký thì các bạn xét tuyển thẳng thì cũng có thể là có rất nhiều cơ hội ở trong cái nhóm này. Dạ, em cảm ơn những thông tin mới mà cô Mến đã cung cấp cho các bạn thí sinh. Và bây giờ thì Gia Hân sẽ dành toàn bộ phần thời gian còn lại của chương trình để giải đáp các thắc mắc cho các bạn về các phương thức xét tuyển sớm. Và đặc biệt hiện nay thì chắc có lẽ là được các bạn quan tâm nhất đó là phương thức xét tuyển học bạ. Và không ngoài dự đoán thì các bạn thí sinh ba ngành mà được các bạn thí sinh rất là yêu mến thì lựa chọn Văn Lang, và em được xin tạm gọi là ba ngành hot đấy ạ. Và ba ngành hot của trường Đại học Văn Lang thì có mức điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức học bạ đã tăng so với điểm sàn nhận hồ sơ. Thì mình có ngành quan hệ công chúng là 22 điểm, ngành truyền thông đa phương tiện 22 điểm và ngành marketing 20 điểm. Thì cũng có rất là nhiều bạn thí sinh đang quan tâm là mức điểm chuẩn này áp dụng cho đợt 2 nhận hồ sơ của Văn Lang từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 hay là cho cả đợt 1 và từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 5 ạ. Vì với câu hỏi này thì em xin nhờ thầy Tuấn sẽ giải đáp cho các bạn hiểu hơn ạ. Vâng, cảm ơn em.
Với câu hỏi của các bạn và thắc mắc các bạn thì tôi cũng xin chia sẻ là tất cả các cái đợt xét tuyển của các trường đại học thì sau khi mà đưa dữ liệu lên hệ thống trước ngày 21 tháng 7 thì tất cả các cái dữ liệu xét tuyển sớm đều được đưa lên hệ thống thì đều gọi là đợt 1 hết. Mặc dù ở Văn Lang là đợt 1 hay là đợt 2, đợt 3 hoặc nhiều trường chia ra nhỏ từng giai đoạn thì tất cả các cái đợt đó đều gom chung thì các bạn dùng khái niệm là đợt 1 của cái kỳ xét tuyển đại học. Thì đợt 1 này sẽ được đưa lên hệ thống vào 21 tháng 7. Do đó cái mức điểm mà chuẩn mà trúng tuyển mà chúng tôi công bố cho phương thức xét tuyển sớm thì đó là mức điểm cho cả đợt 1. Đối với cái khái niệm mà như tôi đã chia sẻ, còn đối với đợt 1, đợt 2 của trường Văn Lang thì chung từ ngày 1 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 7. Tất cả các thí sinh đăng ký từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 7 đủ điều kiện, ngoại trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, đều trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm. Và mức điểm này, mức điểm công nhận chung cho tất cả các ngành cũng như là cho tất cả các thí sinh đăng ký từ đầu 1 tháng 3 cho đến ngày 10 tháng 7 năm 2022. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy Tuấn ạ. Và trong số livestream ngày hôm nay, các bạn thí sinh nếu các bạn có băn khoăn gì về kết quả xét tuyển sớm thì nhớ nhanh tay bình luận để Văn Lan được biết và Dễ Hân sẽ truyền tải câu hỏi đến các thầy cô để các thầy cô giúp các bạn giải đáp các bạn nha. Ở đây em có thấy các bạn đã bắt đầu đặt rất là nhiều câu hỏi rồi thì em sẽ xin phép được truyền tải một câu hỏi đầu tiên của bạn Facebook tên là Lương Quang Tuấn ạ. Bạn hỏi là: Trường ơi, em có đăng ký xét học bạ đợt 1 ngành truyền thông đa phương tiện và đã thông báo đậu. Nhưng vừa rồi trường có đăng bài viết thông báo tăng lên 22 điểm rồi. Vậy mình trúng tuyển sớm mà ngành tăng thì mình có trúng tuyển hay không ạ? Và câu thứ hai của bạn Hạnh Hạnh, bạn hỏi là: cho em hỏi là nếu mình đậu học bạ rồi nhưng mà nguyện vọng 1 mình không đủ điểm thì có được công nhận vào trường hay không ạ? Với câu hỏi này thì em xin mời cô Mến sẽ giải đáp cho hai bạn ạ. Cảm ơn Gia Hân và xin chào hai bạn. Thì tôi nghĩ rằng là đây là câu hỏi sẽ có nhiều bạn khác cũng sẽ thắc mắc tương tự như hai em. Bởi vì đúng là như bạn Hậu Hậu có đặt câu hỏi đó, là trong cái đợt xét tuyển học bạ mà ở Văn Lang gọi là đợt 1 đó, thì nhà trường đã có một cái thông báo kết quả ở thời điểm tháng 6 cho các bạn. Thì trong đó rằng thì các bạn có đăng ký vào Văn Lang tối đa là 3 nguyện vọng. Thì các bạn cũng có thể lúc đó, ở giai đoạn đó thì các bạn cũng nhận được thông báo là các bạn có thể trúng tuyển có điều kiện vào 3 hoặc là 2 hoặc là 1 nguyện vọng thì tùy theo hồ sơ của mình. Thì như em đã được thông báo là trúng tuyển có điều kiện ngành truyền thông đa phương tiện đúng không? Và ở thời điểm đó thì cái mức điểm nhận hồ sơ là 18 điểm. Đến thời điểm hiện tại thì trường Văn Lang công bố kết quả xét tuyển sớm đối với chung đợt 1 của xét tuyển quốc gia luôn á, như thầy Tuấn vừa nói, tức là đợt 1 hay đợt 2 ở Văn Lang thì cũng là đợt 1 đối với xét tuyển quốc gia. Thì với cái mức điểm chuẩn học bạ của Văn Lang ở thời điểm này là 22 điểm đối với ngành quan hệ công chúng và ngành truyền thông đa phương tiện, như vậy là nó có tăng so với cái thời điểm mà ban đầu đợt 1 của nhà trường. Thì như vậy á, ở đây tôi có lời khuyên với các bạn thì chúng ta hiểu rằng là ở lý do là bởi vì càng về giai đoạn gần vào giai đoạn xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì những cái quy chế, những cái thông báo và những cái hướng dẫn nó càng lúc càng sáng rõ hơn. Thì lúc đó cái công tác xét tuyển của các trường đối với xét tuyển sớm cho thí sinh của mình á, nó mới đi vào cái kết quả chính thức được. Thì như vậy là đối với kết quả này là dùng chung cho cả học bạ đợt 1 và cả học bạ đợt 2 của trường Đại học Văn Lang, thì chúng tôi cũng sẽ có cái cập nhật kết quả cho các bạn thí sinh đã xét tuyển học bạ đợt 1 vào nhà trường. Thì các bạn trong nay mai các bạn có thể tra cứu lại được cái kết quả trên cái hệ thống tuyển sinh của website của trường Đại học Văn Lang. Còn lời khuyên dành cho các bạn là nếu vì chúng ta yêu thích ngành quan hệ công chúng hoặc là ngành truyền thông đa phương tiện hoặc ngành marketing thì chúng ta đã đặt cái nguyện vọng 1 ở học bạ ở Văn Lang. Và bây giờ với cái mức điểm chuẩn như thế này thì nếu chúng ta chưa đạt cái mức điểm chuẩn để có thể gọi là trúng tuyển có điều kiện ở bằng phương thức học bạ đối với những ngành này, thì khi mà lên xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bạn còn có cơ hội xét tuyển hay không? Thì các bạn vẫn còn có cơ hội xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chẳng hạn. Thì lúc đó các bạn sẽ xem xét dựa trên những cái phương thức còn lại của mình, trừ cái phương thức học bạ tại Văn Lang chẳng hạn. Thì như vậy cơ hội không phải là không còn, và chúng ta có thể tìm một cái phương thức khác. Còn kết quả này thì tôi cũng xin xác nhận lại, đây là kết quả cho cả học bạ đợt 1 và cả học bạ đợt 2 của Văn Lang. Tôi xin bổ sung thêm cái ý này
để làm rõ hơn cái câu chuyện các bạn thắc mắc. Thì các bạn biết ngay cái thời gian tháng 6 thì trường có công bố, gọi là công bố trúng tuyển có điều kiện cho tất cả các ngành mà các bạn đăng ký vào. Thì cái điều kiện ở đây ngoài trừ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, thì do đó ở thời điểm đó chúng tôi chưa công bố cái mức điểm. Các bạn lưu ý chúng tôi chưa công bố mức điểm. Và sau khi kết thúc cái đợt 1, gọi là đợt 1 của cái quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì chúng tôi xác định được cái số lượng thí sinh đăng ký cho từng ngành. Cái thứ hai nữa là chỉ tiêu cho từng ngành, thì căn cứ vào chỉ tiêu, căn cứ số lượng hồ sơ, thì chúng tôi xác định được cái mức điểm trúng tuyển chính thức và với công bố ngày hôm nay. Thì do đó ngay cái thời điểm mà 30 tháng 6 chúng tôi chỉ công bố các bạn đủ điều kiện trúng tuyển, các tiêu có điều kiện chứ chưa phải là trúng tuyển chính thức. Thì các bạn lưu ý rằng nếu các bạn hôm nay mà nằm trong mức điểm đó, ví dụ các bạn vào ngành quan hệ công chúng truyền thông hoặc là ngành truyền thông trong ân tiền, nếu các bạn có cái mức điểm 22 điểm và đến ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 thì các bạn đăng ký trên hệ thống cổng thông tin quốc gia hoặc cổng thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo, và các bạn đưa cái đặt ghi cái nguyện vọng vào ngành quan hệ công chúng hoặc ngành truyền thông, ngành mà bạn thích, vào mức điểm nguyện vọng đầu tiên, tức là thứ tự nguyện vọng ưu tiên số 1, thì chắc chắn 100% các bạn sẽ đậu vào bằng lan. Để bạn lưu ý như vậy. Trước đây chúng tôi chưa dám xác định cái điều đó, thì đến hôm nay chúng tôi khẳng định nếu các bạn đủ điều kiện trúng tuyển sớm, các bạn đăng ký trên hệ thống cổng thông tin quốc gia và ghi nguyện vọng 1 vào cái ngành yêu thích mà đã được xác định sớm như vậy, thì chắc chắn các bạn sẽ đậu vào trường Đại học Văn Lang. Và cái thứ hai nữa, nếu các bạn không đủ điểm thì cô Mến cũng đã chia sẻ, thì chúng ta còn có các phương thức khác. Việc xét tuyển sớm chỉ được thực hiện đối với tất cả các phương thức ngoài trừ phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn lưu ý như vậy, việc xét tuyển sớm của các trường không ngoài trừ trong đó trường Đại học Văn Lang thì thực hiện đối với tất cả các phương thức ngoài trừ phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó các bạn còn có cơ hội để lấy cái kết quả. Ví dụ các bạn vào ngành quan hệ công chúng, truyền thông, các bạn chưa đủ điểm thì các bạn có thể đăng ký trên cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó, và các bạn đặt cái kết quả, cái nguyện vọng và cái phương thức cũng như cái ngành quan hệ công chúng truyền thông lên nguyện vọng 1. Nếu các bạn không đủ thì các bạn còn có các cái nguyện vọng tiếp theo. Do đó còn cơ hội. Ngoài ra còn cơ hội nữa, đó là cơ hội thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì các bạn cũng có cơ hội để mà xét tuyển trên cái mức điểm đó. Và chúng tôi cũng xin công bố luôn tất cả các ngành ngoài trừ các ngành năng khiếu thì chúng tôi lấy mức điểm là 650. Nếu các bạn đạt điểm 650 thì các bạn có thể đăng ký vào cái ngành mình yêu thích, cụ thể là cái ngành mà bạn không đủ điểm đối với ngành quan hệ công chúng truyền thông. Do đó các bạn có rất nhiều cơ hội để trúng tuyển vào cái ngành mình mong muốn. Như chia sẻ ban đầu, chúng ta nói việc xét tuyển sớm sẽ tạo cơ hội và giảm áp lực cho các bạn trong cái thời gian xét tuyển đại học năm 2022. Dạ, em cảm ơn thầy Tuấn và cô Mến đã thông tin chi tiết với các bạn ạ. Và ở bên dưới phần bình luận thì Gia Hân có thấy là các bạn đang đặt rất là nhiều câu hỏi cho ban tư vấn ngày hôm nay. Tuy nhiên thì ban biên tập sẽ ưu tiên chọn lọc những cái câu hỏi mà được đông đảo các bạn đang quan tâm để chúng ta được giải đáp. Còn các bạn còn lại, các bạn cũng đừng quá lo lắng, đội ngũ admin của fanpage trường Đại học Văn Lang sẽ trả lời từng comment của các bạn để các bạn được giải đáp thông tin các bạn nha. Và thưa thầy, câu hỏi tiếp theo thì có các bạn đang hỏi lúc thầy tư vấn thì em xin được truyền tải câu hỏi của bạn Hồng Nhung. Hồng Nhung có hỏi là Văn Lang có xét đợt 3 không ạ? Và một bạn nữa có hỏi là năm nay có xét đợt 3 với đợt 4 không mọi người nhỉ? Dạ, em nhờ thầy. Cảm ơn câu hỏi của bạn Hồng Nhung. Thì đây là câu hỏi mà nó rất gần gũi và nhiều quan tâm của các bạn thí sinh. Nếu mà các bạn không trúng tuyển, không đủ điều kiện xét tuyển sớm hoặc là không thích cái ngành mình đăng ký rồi thì các bạn có thể xét tuyển cái nguyện vọng 3 chứ đợt hồ sơ đợt 3 hoặc là đợt 4. Thì đối với cái khái niệm chung thì các bạn lưu ý trên các cái thông tin cũng như là cổng thông tin Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái thông tin khác thì đều nêu rõ rằng thì việc xét tuyển á, gọi là đợt 1 thì cái đợt tiếp theo đó gọi là đợt bổ sung. Đợt bổ sung, tất cả các đợt tiếp theo gọi là đợt bổ sung. Thì Văn Lang á cũng dự kiến sẽ tiếp tục xét tuyển đợt bổ sung đến đầu tháng 10, sau khi một số ngành nếu mà không đủ chỉ tiêu cho các cái ngành đó thì sẽ có xét đợt bổ sung. Thì đợt đó thì gọi là đối với cái chung thì gọi là quy định đó, gọi là đợt bổ sung. Còn đối với trường Văn Lang có thể là đợt 3 và hoặc là đợt 4 nếu có. Dạ.
Em cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Tiếp theo thì Gia Hân xin được đọc câu hỏi của bạn Phạm Vi. Phạm Vi có hỏi là: dạ cho em hỏi, em là tốt nghiệp khóa 2020-2021 và xét tuyển học bà đợt 1, đậu rồi thì vẫn đợi ngày 22 tháng 7 đăng ký là xong rồi đúng không ạ? Một câu nữa của bạn Minh Lộc, bạn hỏi là: dạ em là thí sinh tự do, do em không thi trung học phổ thông mà xét học bạ đợt 2 vào ngành tài chính ngân hàng. Và em lên tài khoản của bộ thì có ngành tài chính ngân hàng thì không có phương án xét học bạ mà chỉ có phương án xét điểm thi trung học phổ thông thôi ạ. Và như vậy thì em có được học hay không? Dạ em mời thầy Tuấn giải đáp cho các bạn thí sinh tự do ạ. Vâng, tôi và cô Mến sẽ chia sẻ các cái thông tin liên quan đến cái nội dung mà hai câu hỏi. Dạ. Thì trước hết á, thì đối với thí sinh tự do thì các bạn lưu ý rằng nha, thì chúng ta có từ thời gian từ 12 tháng 7 đến 18 tháng 7. Dù bất cứ thí sinh tự do hay là thí sinh mà thi năm 2022 được đủ điều kiện để trúng tuyển sớm, được xét tuyển sớm và đủ điều kiện, xét trúng tuyển theo có điều kiện, thì các bạn đều đăng ký trên hệ thống Cổng Thông tin Quốc gia từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Các bạn lưu ý rằng dù các bạn nằm trong diện thí sinh nào, các bạn cũng phải đăng ký trên Cổng Thông tin từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Thì đối với thí sinh tự do thì các bạn phải đăng ký tài khoản. Các bạn lưu ý rằng có cái mẫu đăng ký tài khoản và các bạn sẽ điền vào cái thông tin để đăng ký tài khoản từ ngày 12 tháng 7 đến 18 tháng 7. Và các bạn gửi cái thông tin đó về Sở Giáo dục Đào tạo địa phương các bạn nên cư ngụ để cấp cái tài khoản. Và căn cứ tài khoản đó thì từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 các bạn sẽ đăng ký. Và hiện nay các bạn có nói vấn đề là không có dữ liệu đối với phương thức. Thì đúng, hiện nay chưa có dữ liệu đối với phương thức ngoài cái phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn lưu ý như vậy. Đến ngày 21, trước 17 giờ 21 tháng 7, tất cả các trường sẽ chuyển dữ liệu với cái phương thức trúng tuyển sớm, xét tuyển sớm lên hệ thống. Thì khi đó các bạn sẽ đăng ký. Cụ thể như nếu bạn nói là bạn trúng tuyển, xét tuyển sớm vào cái phương thức học bạ, đối với cái ngành tài chính ngân hàng mà các bạn chưa có, thì hiện nay á, thì trường Đại học Văn Lang chưa chuyển dữ liệu lên hệ thống. Mà muốn chuyển thì đến sau ngày 21 tháng 7, tức 22 tháng 7 các bạn lên hệ thống mới thấy dữ liệu của Cổng Thông tin Quốc gia mới có. Và các bạn chọn đăng ký vào cái ngành và đặt cái sắp xếp thứ tự nguyện vọng mà các bạn mong muốn như tôi đã chia sẻ các câu hỏi trên. Dạ, em cảm ơn thầy. Em không biết là cô Mến có muốn bổ sung thông tin gì cho các bạn thí sinh tự do không? Tại vì đây là cái khoảng thời điểm mà em thấy các bạn cũng gửi câu hỏi rất là nhiều về cho Văn Lang, là lo lắng không biết làm sao để mình có thể đăng ký. Các bạn lưu ý là đối với thí sinh tự do, các bạn hết sức lưu ý là các bạn phải đăng ký. Đối với thí sinh năm nay á, thì vì đây là phương thức quy chế quy định mới, thì các bạn tốt nghiệp năm nay đang học ở các trường phổ thông được các thầy cô chia sẻ. Còn các bạn thí sinh tự do có thể là không đầy đủ thông tin nhiều như các bạn tốt nghiệp năm 2022. Do đó các bạn lưu ý, tôi xin nhắc lại, đối với thí sinh tự do, các bạn nếu có trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm, các bạn cũng phải đăng ký trên Cổng Thông tin của Quốc gia từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Mà muốn đăng ký đến Cổng Thông tin thì các bạn phải có tài khoản. Mà muốn có tài khoản thì các bạn phải download cái mẫu gọi là mẫu đăng ký tài khoản, và đăng ký tài khoản ghi các thông tin đó gửi về cho Sở Giáo dục Đào tạo địa phương. Ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn gửi về Sở Giáo dục Đào tạo địa phương và đưa về tất cả các trường như thế nào theo chiều phân bổ. Và sau khi có tài khoản thì các bạn sẽ đăng ký. Đối với các bạn thí sinh tự do, lưu ý từ 12 tháng 7 đến 18 tháng 7 sẽ có đăng ký tài khoản bổ sung. Dạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Nãy giờ em thấy có rất là nhiều bạn thí sinh đang băn khoăn về việc đổi ngành trúng tuyển học bạ ấy ạ. Dạ, em xin phép được truyền tải câu hỏi của các bạn như sau. Bạn Thư Thư thì bạn nói trường hợp của bạn là: dạ cho em hỏi, em đã trúng tuyển đợt 1 của trường nhưng nguyện vọng 1 là ngành khác. Bây giờ em muốn thay đổi ngành thì em có còn đổi được hay không? Vì em có gọi và trường bảo đổi ngành thì chỉ có thể lấy điểm trung học phổ thông để xét thôi ạ. Câu thứ hai là của bạn Đặng Ngân. Bạn hỏi là: trường ơi, đợt 1 em có đăng ký ngành marketing và đậu rồi, mà điểm học bạ em đủ ngành quan hệ công chúng, thì giờ em đổi nguyện vọng đăng ký sang nguyện vọng quan hệ công chúng trên hệ thống của Bộ Giáo dục thì có được hay không? Câu tiếp theo là của bạn Risam. Bạn hỏi là: em đậu nguyện vọng 1 ngành luật kinh tế, xét tuyển bằng học bạ, nhưng em muốn đặt ngành kinh doanh thương mại là nguyện vọng 1 trên hệ thống của Bộ, thì còn đặt
Còn đặt ngành đã trúng tuyển là nguyện vọng 2 thì có được không? Và dạ, thì ba cái trường hợp này đều chung quanh xoay quanh cái việc là các bạn có được đổi ngành trúng tuyển sau khi có kết quả xét tuyển sớm hay không. Em xin mời cô Mến giải thích cho các bạn ạ. Vâng, chào các bạn. Thì có lẽ là tôi giải thích và có lẽ thầy Tuấn sẽ bổ sung thêm, tư vấn thêm cho các bạn. Thì đầu tiên là câu chuyện là các bạn có được đổi cái ngành mà các bạn đang được thông báo trúng tuyển tại trường Đại học Văn Lang từ kết quả xét tuyển sớm. Thì xét tuyển sớm có thể từ học bạ hoặc là từ điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì với các phương thức như vậy, với mỗi hồ sơ như vậy thì các bạn sẽ nhận được kết quả từ trường Đại học Văn Lang. Thì chẳng hạn như là bạn đang được mỗi bạn một trường hợp đúng không, nhưng mà ví dụ như bạn đang được thông báo trúng tuyển là ngành A của trường Đại học Văn Lang từ kết quả xét tuyển học bạ, thì bây giờ bạn muốn đổi qua ngành B. Thì thực tế rằng là cái kết quả xét tuyển của cái đợt học bạ của Văn Lang đã đóng lại, đợt hồ sơ nhận hồ sơ là đã đóng lại rồi, và chúng tôi đang đến cái giai đoạn gọi là công bố kết quả cho các bạn. Thì đây là kết quả chính thức của các bạn trong cái đợt xét tuyển sớm này, và kết quả này cũng sẽ là cái dữ liệu để đưa lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ đó các bạn có thể link cái dữ liệu để các bạn được lựa chọn các nguyện vọng của mình trong cái bộ hồ sơ chính thức mà các bạn đăng ký. Thì lúc đó các bạn được quyền sắp xếp, điều chỉnh thứ tự vân vân, nhưng các bạn sẽ không thay đổi được cái nội dung mà của cái ngành mà các bạn đã được đăng ký và đã được công nhận xét tuyển sớm tại trường Đại học Văn Lang. Nếu các bạn muốn đăng ký thêm một ngành khác cũng của trường Đại học Văn Lang thì các bạn vẫn có thể đăng ký, nhưng đăng ký bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông chẳng hạn. Và còn thứ tự là chuyện lựa chọn của các bạn được toàn quyền. Ví dụ các bạn muốn là đăng ký một cái ngành khác nữa bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đạt ở nguyện vọng 1, cái điều đó là hoàn toàn được, đó là quyền lựa chọn của các bạn. Còn những ngành mà cái ngành mà bạn đã được công bố gọi là trúng tuyển, xét tuyển sớm tại trường Đại học Văn Lang là ngành A ban đầu chẳng hạn, bây giờ bạn không muốn đặt ở vị trí số 1 nữa, bạn đặt ở vị trí số 2 hoặc số 3 vân vân, thì cái đó cũng là lựa chọn của bạn luôn. Đó, thì như vậy rằng là câu chuyện là chúng ta chọn cái ngành nào để đưa vào vị trí ưu tiên số 1 khi mà làm cái bộ hồ sơ chính thức từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8, thì các bạn sẽ cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố đúng không? Dựa trên những kết quả mà mình đang có sẵn, dựa trên cái ngành mà mong đợi nhất của mình khi mà chúng ta muốn nhập học chính thức. Bởi vì cái đó nó sẽ là cái ngành đầu tiên khi mà chúng ta xét tuyển. Nếu chúng ta trúng tuyển thì chúng ta nhập học theo cái ngành đó mà thôi. Còn những cái nguyện vọng phía sau thì nó không còn có giá trị nữa. Cho nên là các bạn cân nhắc dựa trên những yếu tố đó. Còn cái câu chuyện rằng là nếu các bạn đã xét tuyển rồi, giờ có kết quả Văn Lang rồi, học bằng học bạ và có được đổi trong thời gian trước ngày 21 tháng 7 không, thì thầy tư vấn hơn cho các bạn ạ. Thì hiện nay để tạo sự công bằng, các bạn biết rằng á, chúng tôi tôn trọng theo các cái nguyện vọng đăng ký các bạn, và chúng tôi có thời gian để xét tuyển. Thì căn cứ trên cái kết quả, căn cứ trên cái dữ liệu hồ sơ các bạn đăng ký, thì chốt lại cái thời gian là 10 tháng 7, 17 giờ ngày 10 tháng 7 thì chúng tôi tổng kết hồ sơ. Căn cứ trên thứ nhất là số lượng hồ sơ, căn cứ trên thứ hai nữa là cái chỉ tiêu của cái ngành đó, để chúng tôi xác định cái mức điểm trúng tuyển sớm. Đó, mức điểm trúng tuyển sớm. Do đó, dữ liệu khi xét tuyển rồi thì các bạn đã đầu, ví dụ các bạn đã đầu nguyện vọng ngành marketing, giờ các bạn thấy rằng các bạn đủ điểm vào ngành truyền thông đa phương tiện, các bạn chuyển trang, thì tôi xin khẳng định việc đó lại không thực hiện được trong lúc này, trong thời gian này nữa. Vì sau khi chúng tôi trúng tuyển, các bạn đã trúng tuyển theo phương thức sớm, xét tuyển sớm, thì cái dữ liệu để đưa lên hệ thống chỉ có cái ngành mà các bạn được công bố. Ví dụ các bạn đã đăng ký vào marketing thì các bạn sẽ được dữ liệu chuyển lên hệ thống của Cổng Thông tin Quốc gia để bạn trúng tuyển vào cái ngành trúng tuyển sớm vào ngành marketing. Đó. Còn nếu mà các bạn muốn đổi sang ngành khác thì các bạn có thể, như cô Mến chia sẻ, có thể dùng phương thức khác. Đó là cái phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn có thể dùng phương thức đó để xét tuyển và đặt cái phương thức đó lên nguyện vọng đầu tiên. Còn nguyện vọng mà marketing chẳng hạn, các bạn đưa vào nguyện vọng thứ hai. Vâng. Do đó là tôi xin khẳng định là việc điều chỉnh nguyện vọng đến lúc này không còn phù hợp. Mục đích của chúng tôi là muốn tạo sự công bằng cho các thí sinh đăng ký trong suốt thời gian đến chốt lại thời gian là 10 tháng 7. Dạ, em xin cảm ơn thầy và cô đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về trường hợp của mình. Và bây giờ em xin được đọc câu hỏi của bạn Bổn Thành. Bạn hỏi là ngành kiến trúc phải thi năng khiếu, vậy khi nào mới biết được kết quả thi năng khiếu đợt 2 và kết quả xét tuyển vậy ạ? Em cảm ơn. Dạ, với câu này em xin mời cô Mến giúp bạn giải đáp ạ. Xin chào bạn Thành. Bạn đặt câu hỏi rất là đúng lúc, tại vì ngay trước livestream này thì trường Đại học Văn Lang cũng vừa cập nhật kết quả thi năng khiếu của cái đợt
các bạn thi đợt 2 vừa rồi lên hệ thống tra cứu của trường, cho nên ngay bây giờ thì các bạn cũng đã có thể lên website của trường Đại học Văn Lang để tra cứu kết quả thi năng khiếu vừa rồi của mình được rồi. Kết quả thi năng khiếu là gồm cả các môn vẽ và âm nhạc và sân khấu điện ảnh luôn. Đó thì đây là câu hỏi trả lời cho Thành và cũng là cho gần 1.000 bạn đã thi năng khiếu tại trường Đại học Văn Lang trong đầu tháng 7 vừa rồi. Còn kết quả thi năng khiếu của các bạn từ đợt 1 hoặc đợt 2 tại Văn Lang cũng như là từ các trường đại học khác mà các bạn đã gửi về thì cũng sẽ đều được cập nhật vào dữ liệu xét tuyển chung của nhà trường để một là công bố cho các bạn cái kết quả xét tuyển chung trong cái đợt xét tuyển sớm này trong vài ngày tới, và thứ hai là cũng chuyển lên cái hệ thống dữ liệu chung của bộ để các bạn đăng ký xét tuyển. Cho nên là thực tế đến thời điểm này thì vẫn còn một số ít bạn là hiện nay vẫn chưa cập nhật điểm thi năng khiếu về cho trường Đại học Văn Lang. Nếu như các bạn thời hạn để nhà trường nhận hồ sơ đó là điểm thi năng khiếu từ các trường khác là ngày 12 tháng 7. Nhưng mà đến thời điểm này trước ngày 20 tháng 7 thì chúng tôi vẫn rất linh hoạt, cho nên là còn một số ít bạn chưa nộp điểm thi năng khiếu về thì các bạn nhanh chóng gửi về cho nhà trường để nhà trường hoàn thiện dữ liệu cho các bạn, vì thiếu một cột điểm thi năng khiếu thì chúng ta bị khuyết cái nguyện vọng đó trong hồ sơ của mình và không xét được. Đó, và cái dữ liệu đó thì rất là quan trọng đúng không thầy? Tại vì nó sẽ trở thành dữ liệu chính thức cho thí sinh khi đăng ký trên hệ thống của bộ. Dạ. Riêng đối với ngành năng khiếu thì tôi cứ mở rộng thêm. Thì các bạn lưu ý á, đối với phương thức học bạ hoặc phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì cái điểm năng khiếu được lấy vào để tính cái tổng điểm để xét tuyển. Còn riêng cái phương thức đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà trường Đại học Văn Lang áp dụng thì cái điểm năng khiếu chính là điểm điều kiện, chính là điểm điều kiện, không tính vào tổng điểm để xét. Ví dụ các bạn muốn vào kiến trúc, các bạn được 700 điểm, thì các bạn đủ điều kiện rồi, kiến trúc lấy 650 điểm, các bạn đã được 700 điểm, các bạn đủ điều kiện để trúng tuyển vào ngành kiến trúc. Tuy nhiên, muốn trúng tuyển chính thức, thì các bạn phải có vào cái ngành, các ngành năng khiếu nói chung và ngành kiến trúc nói riêng, thì phải có cái điểm năng khiếu vẽ mỹ thuật là 5 điểm. Thì điểm năng khiếu cho tất cả các ngành năng khiếu mà đăng ký theo phương thức đánh giá năng lực, đó là điểm điều kiện. Riêng đối với các cái ngành năng khiếu sân khấu điện ảnh và piano, thanh nhạc, diễn viên, thì những ngành năng khiếu nghệ thuật đó thì điểm năng khiếu 1 là các bạn phải được 5 điểm và điểm năng khiếu 2 là phải là 7 điểm. Các bạn lưu ý như vậy. Đây là điểm điều kiện. Đây là điểm điều kiện. Điểm này không đưa vào tính tổng điểm để xét như phương thức khác. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn thầy và cô rất là nhiều ạ. Và câu trả lời của thầy cô cũng đã giải đáp cho nhiều bạn đang hỏi về kết quả xét tuyển sớm ngành năng khiếu học bạ đợt 1 rồi đó các bạn. Và thưa thầy, tiếp theo em xin đọc câu hỏi của một bạn tên Tuấn gửi cho thầy Tuấn ạ. Bạn hỏi là: cho em hỏi, trên hệ thống của bộ đã cho thí sinh đăng ký thử nguyện vọng, mà sao em vô đăng ký thử thì số ngành của trường chỉ có vài ngành, mà em nhập mã ngành truyền thông đa phương tiện thì lại không có ạ? Việc đăng đây là trong cái giai đoạn để các bạn làm quen với trang web, làm quen với thao tác để đăng ký. Như tôi nói, việc đăng ký trên cơ sở dữ liệu cổng thông tin quốc gia của bộ rất quan trọng. Nếu các bạn, xin nhắc lại, các bạn dù có được các trường công bố trúng tuyển sớm theo các điều kiện ngoài trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, thì các bạn đều phải đăng ký trên cổng thông tin, đều phải thay và đăng ký và sắp xếp nguyện vọng cũng như là đăng ký thêm cho các phương thức khác. Do đó hiện nay trong thời gian này bộ chỉ mở cổng để các bạn làm quen và thử nghiệm trong thao tác, gọi là đang làm nháp thôi. Do đó dữ liệu đưa lên hệ thống cũng là đang là dữ liệu để là nháp, chưa phải là dữ liệu chính thức. Đến ngày 21 tháng 7, 17 giờ ngày 21 tháng 7 thì dữ liệu toàn quốc sẽ được cập nhật và đó là dữ liệu chính thức của các bạn. Tên các bạn có đăng ký và có được trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm đều có trên hệ thống. Nếu các bạn có cơ sở dữ liệu đầy đủ, đặc biệt là số căn cước chứng minh nhân dân. Dạ, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi các bạn nhớ nha, nhớ cái cột mốc quan trọng là từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 nha các bạn. Và tiếp theo thì em xin được đọc câu hỏi liên quan tới tổ hợp xét tuyển thưa thầy. Bạn Minh Thư có hỏi là: dạ trường cho em hỏi là em xét học bạ đợt 1 và trúng tuyển có điều kiện, nhưng mã tổ hợp em chọn lúc xét nó không cao mấy so với điểm công bố. Vậy lúc xét nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục, em có được đổi tổ hợp môn mình thấy cao nhất không ạ? Và em có cơ hội đậu vào trường không vậy ạ? Rồi bạn Hằng hỏi thêm một ý là: em có được thay đổi linh hoạt các môn tổ hợp trong ngành mình chọn hay không?
Dạ. Tôi xin nhắc lại câu hỏi này cũng giống như câu hỏi hồi nãy các bạn muốn điều chỉnh cái ngành. Sau khi các bạn đã được trúng tuyển có điều kiện, ngoài trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông theo phương thức xét tuyển sớm, thì cái dữ liệu đó đã được chốt lại, các bạn không thể điều chỉnh về ngành, không thể điều chỉnh về tổ hợp, mã tổ hợp cũng như là mã ngành, mà các bạn có chỉ điều chỉnh được cái nguyện vọng, sắp xếp lại cái nguyện vọng thôi. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Do đó nếu mà sau này các bạn đã đủ điều kiện vào cái ngành hoặc là thiếu điểm do cái thiếu tổ hợp các bạn chọn không đúng, thì việc xác định là không được thay đổi trên hệ thống cổng thông tin quốc gia. Các bạn lưu ý như vậy, các bạn chỉ điều chỉnh nguyện vọng và các bạn đăng ký thêm đối với phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông. Chứ còn đối với cái phương thức xét tuyển sớm thì các trường đã gửi dữ liệu thì các bạn không thể điều chỉnh tổ hợp cũng như điều chỉnh mã ngành. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Tiếp theo thì Gia Hân xin được đọc câu hỏi của bạn Minh Trường. Minh Trường có hỏi là cho em hỏi với ạ, là em xét hai nguyện vọng sớm đậu hết rồi ạ. Vậy thì khi em điền vào hệ thống của bộ là em muốn để nguyện vọng nào đầu tiên cũng được đúng không ạ? Dạ, em mời cô Mến giúp bạn Trường vậy đó. Như vậy là bạn Minh Trường là bạn đăng ký hai ngành khác nhau. Dạ. Hai ngành khác nhau trong hai đợt học bạ của Văn Lang, ví dụ như vậy đúng không? Dạ. Thì nếu như bạn đăng ký hai bộ hồ sơ với hai ngành đại học khác nhau và bạn đều được đạt cái mức điểm chuẩn để được công nhận là trúng tuyển theo mức điểm chuẩn xét tuyển sớm của trường đại học Văn Lang, thì như vậy trên cái hệ thống dữ liệu chung khi mà bạn xét tuyển từ ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8 thì trường đại học Văn Lang sẽ đưa dữ liệu vào đủ hai cái nguyện vọng trúng tuyển của bạn. Và như vậy thì bạn được quyền đưa cả hai vào trong cái hồ sơ xét tuyển của mình, nhưng đương nhiên bạn phải lựa chọn thứ tự ưu tiên đúng không? Không, một là ngành A, hai là ngành B, phải ở vị trí ưu tiên một, thì lúc đó là lựa chọn của bạn. Vì cuối cùng chúng ta cũng chỉ sau cái đợt một xét tuyển chung quốc gia đó thì các bạn sẽ chỉ có một nguyện vọng trúng tuyển duy nhất mà thôi. Đó, thì như vậy câu chuyện là chúng ta bao nhiêu bộ hồ sơ cũng vậy, nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn cái ngành ưu tiên số 1. Dạ. Cái này cũng lưu ý các bạn, nhắc các bạn và nhấn mạnh cho các bạn rõ. Đối với việc xét tuyển sớm thì các bạn có thể trúng tuyển nhiều ngành khác nhau, cho nhiều phương thức khác nhau, hoặc trong cùng một phương thức các bạn có thể đăng ký, ví dụ phương thức học bạ có thể bác đăng ký ngành A trúng tuyển, ngành B trúng tuyển, phương thức đánh giá năng lực thì ngành C trúng tuyển, ngành D trúng tuyển, các bạn có thể là có cái bốn cái trúng tuyển của bốn ngành khác nhau, thì nhà trường cũng sẽ đưa dữ liệu của bốn ngành đó lên cổng thông tin quốc gia. Các bạn lưu ý như vậy. Tuy nhiên nếu mà các bạn đăng ký 4 hồ sơ hoặc 2 hồ sơ hoặc 3 hồ sơ vân vân mà cùng một ngành thì chỉ trường chỉ đưa lên đúng một ngành duy nhất. Ví dụ các bạn đăng ký ngành A cho cả hai phương thức, hoặc là 3 hoặc 4 bộ hồ sơ đều trúng tuyển ngành A hết, thì nhà trường chỉ đưa lên một ngành duy nhất thôi, chỉ là một hồ sơ duy nhất, trúng tuyển một hồ sơ duy nhất xét tuyển sớm. Và các bạn lưu ý nếu các bạn trúng tuyển cả 4 ngành hoặc là hai ngành như các bạn, thì khi đưa lên hệ thống quốc gia thì cô Mến cũng giải thích nói rất rõ là các bạn sắp xếp lại, các bạn chọn ngành A hay ngành B, nếu muốn ngành A học thì các bạn đưa ngành A lên nguyện vọng cao nhất, ngành B nguyện vọng sau, thì khi mà đưa lên nguyện vọng cao nhất thì chắc chắn các bạn sẽ được trúng tuyển của ngành A. Và chúng ta nhớ rằng dù các bạn có nhiều phương thức, nhiều ngành, nhiều nguyện vọng thì các bạn chỉ trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng. Thì đây là cái điểm mới, điểm tối ưu nhất của cái về mặt kỹ thuật cho quy chế tuyển sinh năm nay. Dạ, em cảm ơn thầy cô rất là nhiều đã giúp các bạn ạ. Ở đây em có nhận câu hỏi của bạn, các bạn hỏi là em đăng ký hồ sơ học bạ vào trường Đại học Văn Lang bằng số chứng minh bằng căn cước công dân, nhưng hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh của bộ lúc trước em có đăng ký thì bằng số chứng minh nhân dân. Vậy thì điều này có ảnh hưởng gì đến kết quả của em không ạ? Dạ, với câu này em xin được nhờ thầy Tuấn giúp bạn giải đáp ạ. Đây là một cái vấn đề mà khó khăn về mặt kỹ thuật liên quan đến cái dữ liệu. Thì trước hết tôi cũng xin lưu ý cho tất cả các bạn thí sinh, khi mà các bạn đăng ký dữ liệu, đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên hệ thống thì các bạn khai vào căn cước công dân. Thì nếu mà các bạn khai ở các trường mà khai là căn cước công dân ở đây là các bạn nói rõ luôn là 12 số, để các bạn trước đây chứng minh nhân dân 9 số chẳng hạn, thì bạn thay đổi. Thì thay đổi là hiện nay hai cái số đó khác nhau, hai cái mã khác nhau, do đó các bạn phải điều chỉnh.
phải điều chỉnh. Hiện nay phải đồng bộ làm sao cái chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân các bạn chỉ dùng một số duy nhất. Hiện nay là các bạn đã đăng ký trên bộ, ở bộ dữ liệu bộ là căn cước công dân, thì các bạn có thể điều chỉnh ở trường theo cái số căn cước công dân. Làm sao, tôi xin nhắc lại, làm sao đồng bộ và tương thích các cái dữ liệu, thì khi đó khi trường, các trường đưa dữ liệu lên cho các bạn thì mới liên kết được các cái dữ liệu đối với các cái phương thức khác. Còn nếu mà các khai sai dữ liệu thì vấn đề này rất là khó khăn cho các bạn và nó ảnh hưởng các bạn rất lớn. Ngay cả vấn đề các bạn khi gửi dữ liệu về trường, đăng ký sẽ xét tuyển về trường mà các bạn nhập sai, khi ghi sai cái số chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân, thì đến khi các bạn đưa lên hệ thống, các bạn nhập vào căn cứ công dân số khác thì cũng thể không thể lấy được dữ liệu của mình. Thì hiện nay tất cả các dữ liệu để thông qua, để liên kết lại, đồng bộ lại thì chỉ thông qua một con số duy nhất, một cái mã duy nhất. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy ạ. Em xin được đọc câu hỏi của bạn Ngọc Anh. Ngọc Anh có hỏi là làm sao để mình biết là nhà trường đã nhận được điểm thi năng khiếu em nộp về ạ? Với câu này em mời cô Mến sẽ giúp các bạn giải đáp. Xin chào bạn Ngọc Anh. Thông thường thì trong cái thời gian mà trường nhận điểm thi năng khiếu từ các trường đại học khác gửi về cho Văn Lan á, thì các bạn có thể gửi qua email hoặc là gửi trực tiện, gửi bưu điện về văn phòng vân vân, ví dụ vậy. Thì khi các bạn gửi qua email thì nhà trường có email xác nhận. Còn khi mà các bạn gửi qua văn phòng về qua đường bưu điện thì thông thường thì nhà trường thì có gửi tin nhắn SMS cho các bạn. Còn sau cùng khi mà dù là các bạn gửi điểm thi từ trường khác về hay là thi tại trường học Văn Lan, thì cuối cùng là chúng ta phải có một cột điểm năng khiếu đã được xác nhận để chúng ta hoàn thành được cái hồ sơ xét tuyển của mình vào một cái ngành năng khiếu nào đó cụ thể. Thì đến thời điểm này thì cũng là thời điểm chốt dữ liệu để có kết quả cuối cùng cho các bạn rồi. Cho nên là chúng ta cần tra cứu ở thời điểm này và chỉ trong vòng vài ngày nữa thôi sẽ là cái kết quả xét tuyển sớm của trường Đại học Văn Lang. Thì hiện tại nếu mà bằng đối với điểm thi năng khiếu thì các bạn có thể tra cứu riêng lẻ điểm thi năng khiếu trên hệ thống của Văn Lang cũng được. Tuy nhiên rằng là vài ngày nữa thì chúng ta có thể sẽ tra cứu được cái kết quả xét tuyển sớm vào cái ngành cụ thể của bạn luôn. Cho nên lúc đó khi mà bạn tra cứu theo số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của mình trên hệ thống của trường Đại học Văn Lang mà các bạn mà hồ sơ của các bạn chưa được cập nhật cái ngành năng khiếu đó chẳng hạn, thì các bạn báo cho nhà trường để chúng tôi kiểm tra lại dữ liệu của các bạn. Còn đến thời điểm này thì các bạn hình dung rằng chúng ta đang ở ngày 15 tháng 7 và chúng ta sẽ còn khoảng một tuần, chưa đến một tuần nữa, đến ngày 21 tháng 7 là chúng ta sẽ chốt hoàn toàn dữ liệu để chúng ta gọi là đóng gói lại đó, để chuyển hồ dữ liệu lên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì đó chính là những cái kết quả cuối cùng của các bạn. Và trường Đại học Văn Lang sẽ tải những cái dữ liệu trúng tuyển, xét tuyển sớm của các bạn lên hệ thống để các bạn kiểm tra. Thì lúc đó các bạn kiểm tra cái ngành được xác nhận là trúng tuyển sớm của mình, xem có đúng với hồ sơ và đúng với cái nguyện vọng, đúng với mức điểm của mình hay chưa. Và những cái trường hợp mà các bạn cần điều chỉnh hoặc là còn sót điểm của các bạn, chẳng hạn nếu có những cái trường hợp mà điểm năng khiếu từ các trường khác thì các bạn báo về cho văn phòng tuyển sinh, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật cho các bạn trước ngày 21 tháng 7. Tại vì đến thời điểm hiện tại thì trường Văn Lang chúng tôi cũng đang rất quan tâm đến từng cái hồ sơ cụ thể. Như thầy Tuấn nói lúc nãy là cái chuyện không khớp giữa chứng minh nhân dân và căn cước công dân đó, là cũng có nhiều bạn như vậy. Thì nhà trường trong những ngày qua thì chắc các bạn cũng biết là chúng tôi gọi điện cho các bạn để chúng ta cập nhật lại để đồng bộ các cái con số đó. Thì tất cả những cái trường hợp như vậy, ngoại trừ cái chuyện là điều chỉnh ngành vân vân, thì những cái trường hợp mà hồ sơ để đồng bộ, để làm sạch cái hồ sơ của các bạn trước khi đưa lên hệ thống, thì nhà trường hết sức là tạo điều kiện và gấp rút làm cho các bạn trong thời điểm này. Dạ. Các bạn lưu ý rằng là 17 giờ ngày 21 tháng 7 là hàng chót tất cả các trường phải gửi chuyển cái dữ liệu trúng tuyển sớm theo các phương thức ngoài trừ phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông lên hệ thống quốc gia. Do đó đến cái giờ đó là không thay đổi bất cứ một cái thông tin gì. Thì trong thời gian này chúng tôi vẫn có thể điều chỉnh cho các bạn các thông tin liên quan, ví dụ như là đồng bộ lại, khớp lại cái chứng minh nhân dân và căn cước công dân, hoặc các bạn nhập sai dữ liệu căn cước công dân, chứng minh nhân dân thì các bạn có thể bổ sung và chỉnh sửa. Và làm việc này, công việc này sẽ được làm sớm để chúng tôi cập nhật chuyển lên hệ thống. Thì hiện nay các bạn lưu ý rằng chỉ có một cái mã duy nhất để các bạn có thể liên kết để dữ liệu và đồng bộ dữ liệu và lấy các cái thông tin đối với các kỳ thi, đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì các bạn thông qua là căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân. Do đó các bạn cần cẩn thận và kiểm tra lại các cái dữ liệu này trên cổng của trường Đại học Văn Lang, cổng thông tin trường Đại học Văn Lang. Dạ, em xin cảm ơn thầy cô ạ. Và với series livestream tư vấn xét tuyển đại học năm 2022 thì có lẽ đây là số live đặc biệt nhất, khi mà phần lớn thời gian các thầy cô đều dành thời gian để trả lời từng câu hỏi của các bạn. Và em cũng rất là cảm ơn hai thầy cô đã rất nhiệt tình chia sẻ thông tin chi tiết cho các bạn nãy giờ ạ. Và tiếp theo thì em xin đọc câu hỏi của bạn Thảo Phan. Bạn Thảo Phan có hỏi là: dạ thầy cô cho em hỏi, em đăng ký nguyện vọng 1 ở trường A, còn nguyện vọng 2 là Văn Lang, em đã đậu ở phương thức học bạ. Vậy nếu không đủ điều kiện đậu nguyện vọng 1 thì nguyện vọng 2 em vẫn đậu điểm học bạ ở Văn Lang đúng không ạ? Và đây là một câu hỏi đại diện cho rất nhiều bạn cũng có cùng trường hợp trong livestream ngày hôm nay. Thì với câu này em xin mời thầy Tuấn giúp các bạn giải đáp ạ. Ở đây muốn nói rõ là cái câu hỏi là các bạn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường A, trường khác phải không? Ở đây thì bạn nói là bạn có đăng ký nguyện vọng 1 ở một trường khác chứ bạn chưa khẳng định. Có hai kết quả xét tuyển sớm rồi. Rồi có hai kết quả xét tuyển sớm mà các bạn không trúng tuyển vào nguyện vọng 1. Và khi lên hệ thống các bạn sẽ đặt ở trường A trước rồi Văn Lang sau. Thì sau khi nếu mà các bạn rớt nguyện vọng 1 ở trên hệ thống đó thì vào Văn Lang được không? Tôi xin nhắc lại các bạn, theo đúng quy định, các trường đã gửi kết quả thông báo kết quả bằng phương thức trúng tuyển sớm, tức là xác định trúng tuyển có điều kiện ngoài trừ điều kiện trung học phổ thông. Thì sau khi các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông mà được công bố vào ngày 28 tháng 7 đó, và các bạn đã được các trường công bố kết quả trúng tuyển sớm, xét tuyển sớm, thì xem như là các bạn đăng đặt cái nguyện vọng đó lên đầu tiên cao nhất thì các bạn chắc chắn trúng tuyển. Các bạn chắc chắn trúng tuyển. Do đó nếu mà các bạn không muốn học ngành nào thì các bạn, tôi xin nhắc lại là các bạn đặt cái nguyện vọng nào mà đã trước trúng tuyển lên cao nhất thì chắc chắn các bạn trúng tuyển. Do đó không có cái chuyện là rớt xuống nguyện vọng thứ hai, rớt xuống nguyện vọng thứ ba nữa. Mà các cái nguyện vọng đầu tiên mà đối với các trường đã xét tuyển sớm cho các bạn thì xem như các bạn chắc chắn 100% trúng tuyển. Đó là cái nếu các bạn đặt cái nguyện vọng đó là nguyện vọng ưu tiên số 1. Còn nguyện vọng thứ 2, thứ 3 thì khi đã trúng tuyển một nguyện vọng, như tôi nói là chúng ta chỉ có một trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất. Do đó nếu đã trúng tuyển nguyện vọng trên cùng thì các nguyện vọng dưới không được xét nữa. Ngoài trừ các cái phương thức các bạn có thể đăng ký theo cái phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông để đưa lên nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 các bằng phương thức đó, thì khi hệ thống sẽ lọc không trúng tuyển nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 của phương thức tốt nghiệp trung học phổ thông thì mới đưa xuống các nguyện vọng kế tiếp, và các bạn chỉ trúng tuyển duy nhất một nguyện vọng cho một ngành. Em cảm ơn rồi phần tư vấn rất là chi tiết của thầy Tuấn ạ. Và tiếp theo thì Gia Hân xin được truyền tải câu hỏi của bạn Nguyễn Trúc Mai. Bạn Trúc Mai có hỏi là: vậy năm nay khoảng thời gian nào thì sẽ gửi giấy báo nhập học và nhập học khi nào ạ? Với câu này em nhờ thầy Tuấn ạ. Năm nay thì chúng ta có một cái thời gian dài, thì các bạn trúng tuyển sớm các bạn khai báo trên hồ sơ từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Rồi sau đó hệ thống sẽ được lọc ảo, tức là lọc ảo từ ngày 1 tháng 9 đến 15 tháng 9. Thì trong thời gian đó sẽ lọc ảo. Để lọc ảo là mục đích là để các bạn có thể là đăng ký khai báo nhiều hồ sơ, khai báo nhiều nguyện vọng thì chỉ trúng tuyển nguyện vọng duy nhất. Thì cái khi trúng tuyển nguyện vọng đó sẽ được gửi về trường, thì trường sẽ công bố cho các bạn chính thức, gọi lúc đó gọi là đầu chính thức. Thì cái thời gian các bạn có thể làm thủ tục và xác định việc nhập học từ ngày 18 tháng 9 đến 30 tháng 9 chốt lại. Và việc xác định, gọi là xác nhận việc nhập học, các bạn cũng lưu ý được thực hiện trên hệ thống cổng thông tin quốc gia luôn, tức là vẫn làm việc theo online. Các bạn lưu ý xác định nhập học đến vẫn làm online từ 18 tháng 9 cho đến 30 tháng 9. Nếu sau thời gian đó các bạn không xác nhận nhập học thì xem như các bạn từ chối cái ngành mà chúng ta trúng tuyển vào một trường nào đó. Và các bạn không trúng tuyển, không từ chối, không xác định trong cái thời gian đó thì xem như các bạn không trúng tuyển. Thì các bạn không trúng tuyển, bỏ nguyện vọng đó thì các bạn có thể đăng ký vào cái đợt bổ sung vào đầu tháng 10. Thì chúng ta lưu ý trong cái thời gian như vậy. Dạ. Tôi xin nhắc lại là việc xác định nhập học cũng làm việc theo online, tức là làm trên hệ thống cổng thông tin quốc gia. Dạ.
Em cảm ơn thầy rất là nhiều. Và nãy giờ trong livestream thì các bạn được giải đáp rất là nhiều câu hỏi về các phương thức xét tuyển sớm ở Văn Lang. Thì em thấy có một câu hỏi hiếm hoi hỏi về phương thức xét tuyển thẳng. Dạ em xin truyền tải cho cô Mến ạ. Bạn Vân Anh Nguyễn có hỏi là dạ em có thành tích học sinh giỏi tỉnh và em đã gửi hồ sơ cho nhà trường rồi thì em có thể được tuyển thẳng được không ạ? Và khi nào sẽ có kết quả ạ? Em xin cảm ơn. Xin chào bạn Vân Anh. Thì như tôi đã nói là nếu như chúng ta ở trong cái phương thức xét tuyển thẳng thì chúng ta có rất nhiều ưu tiên. Hiện nay là bạn đã nộp hồ sơ cho nhà trường rồi và thời gian nhận hồ sơ của nhà trường vẫn còn hết đến 24 giờ tối hôm nay, ngày 15 tháng 7. Như vậy là kết quả sẽ được trả cho các bạn sau ngày hôm nay, trước ngày 20 tháng 7. Đối với bạn là bạn thuộc cái nhóm học sinh giỏi tỉnh, đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh thì theo quy định của trường Đại học Văn Lang, các bạn thí sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp thành phố trong các cái cuộc thi học sinh giỏi trong và các bạn nộp hồ sơ vào cái ngành xét tuyển ở cái môn phù hợp với cái môn mà các bạn đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi. Đồng thời là không quá 3 năm tính từ đến lần từ điểm cái, thi. Từ dạ. Đúng rồi, từ cái điểm bạn đạt thành tích cho đến dạ. thời điểm xét tuyển này dạ. thì các bạn được nhận được nộp hồ sơ và nhà trường sẽ xét trên từng hồ sơ cụ thể. Tại vì hồ sơ xét tuyển thẳng không nhiều, đây là một nhóm ưu tiên cho nên là không nhiều hồ sơ và nhà trường sẽ xem xét dựa trên các cái tiêu chí mà nhà trường đưa ra. Thì năm nay thì các cái đối tượng mà xét tuyển thẳng của trường Văn Lang cũng được mở rộng hơn so với năm các năm trước. Ví dụ như năm nay thì học sinh các trường chuyên ở tất cả các trường chuyên ở các tỉnh thành, 83 trường chuyên các tỉnh thành thì cũng thuộc nhóm đối tượng xét tuyển thẳng của trường Đại học Văn Lang. Thì như vậy thì các em Vân Anh, em cứ yên tâm chờ cái thông báo của nhà trường trước ngày 20 tháng 7, hoặc là nếu bạn cần tra cứu trực tiếp trên hồ sơ của bạn thì tôi ngồi đây tôi không thể tra trực tiếp hồ sơ từng bạn được, nhưng mà bạn cần tra cứu trực tiếp bạn liên hệ về phòng tuyển sinh để bạn đỡ lo lắng thôi. Còn kết quả thì vẫn sẽ trả cho bạn trước ngày 20 tháng 7. Dạ, em cảm ơn cô. Ở đây thì em có thấy một câu hỏi nữa của bạn tên là Nguyễn Tú Anh. Bạn Tú Anh có hỏi là em nhận được tin nhắn đủ điều kiện nhưng chưa nhận được giấy báo trúng tuyển gửi về nhà. Em xét từ đợt 1, vậy em có trúng tuyển chưa ạ? Em xin mời thầy Tuấn trả lời cho bạn. Như đầu chương trình thì tôi cũng cảm ơn cô đặt lại vấn đề của bạn Vân Anh. Thì chúng ta nhớ rằng chúng ta chưa gọi là trúng tuyển chính thức nha. Chưa gọi trúng tuyển chính thức. Ở đây chúng ta phải dùng khái niệm là trúng tuyển có điều kiện, ngoài trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn chưa được công nhận tốt nghiệp nên là chưa gọi là trúng tuyển chính thức. Thì nhà trường đang dùng cái phương thức xét tuyển sớm để tạo cái cơ hội, tạo điều kiện và giảm cái áp lực cho các bạn thôi, đỡ lo lắng. Chứ còn các bạn chưa gọi là trúng tuyển chính thức. Sau khi các bạn được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, các bạn đăng ký và sắp xếp nguyện vọng theo cái ngành mình thích trên cái hệ thống cổng thông tin quốc gia, thì lúc đó các bạn được thông báo mới gọi là trúng tuyển chính thức. Được gọi là trúng tuyển chính thức. Do đó các bạn chỉ có một duy nhất một nguyện vọng vào một trường của một ngành duy nhất thôi, không như mọi năm. Thì cái này là cái mà chúng ta lưu ý. Do đó không có cái khái niệm là trúng tuyển và việc nhập học. Do đó vì vậy thì nhà trường không gửi cái thông báo trúng tuyển mà chỉ có qua cái kênh thông tin, cổng thông tin của nhà trường để các bạn tra cứu cái kết quả đó. Nhà trường sẽ gửi cái thông tin để các bạn tra cứu và căn cứ vào thông tin đó để các bạn yên tâm rằng dữ liệu của mình, thông tin của mình và kết quả xét tuyển của mình đã được đưa lên hệ thống. Và các bạn đến ngày 22 tháng 7 đến 20 tháng 8, các bạn vào hệ thống để chọn cái ngành, chọn cái trường mà Trân Lan đã gửi để bạn sắp xếp ưu tiên nguyện vọng 1, thì lúc đó sẽ được trúng tuyển chính thức. Và tôi xin cam kết rằng nếu các bạn đã được nhà trường thông báo là trúng tuyển sớm, trúng tuyển có điều kiện sớm, thì nếu các bạn vào khai báo đặt nguyện vọng vào Văn Lang là nguyện vọng số 1 thì chắc chắn các bạn sẽ trúng tuyển vào Văn Lang. Lúc đó là gọi là trúng tuyển chính thức. Dạ. Em cảm ơn thầy nãy giờ đã dành những lời chia sẻ rất là tận tâm và giải đáp rất là nhiều thắc mắc cho các bạn thí sinh trong buổi livestream ngày hôm nay. Bây giờ thì em xin được mời thầy có thể chia sẻ và gửi lời động viên cho các bạn thí sinh trước khi các bạn bước vào khoảng thời gian quan trọng là mình đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của bộ ạ. Để kết thúc chương trình thì hôm nay là chúng ta biết rằng là cái lợi thế của cái phương thức xét tuyển sớm của các trường, thì không riêng gì Văn Lang thì rất nhiều trường, hầu như rất nhiều trường đều có cái phương thức xét tuyển sớm vì cái lợi thế, cái ưu thế cũng như cái tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn. Các bạn lưu ý rằng năm nay Bộ Giáo dục Đào tạo thay đổi quy chế về mặt kỹ thuật
cũng nhằm để tạo điều kiện cho thí sinh, tạo thuận lợi cho thí sinh trong vấn đề xét tuyển. Thứ hai nữa là tạo sự công bằng để những bạn có kết quả điểm cao không phải rớt, mà trong khi các bạn có điểm thấp hơn lại đầu vào cái ngành mình mong muốn. Thì cái này là cái mà khắc phục cho cái năm nay. Do đó thì tôi mong rằng nhiều trường là sẽ có kết quả xét tuyển sớm. Thì các bạn có thời gian 28 ngày từ 22 tháng 7 đến 20 tháng 8. Thì trong thời gian đó các bạn có thể, có nhiều trường đã công bố các bạn xét tuyển sớm và các bạn có cái kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn có hết thông tin, có hết dữ liệu thì các bạn tìm hiểu về thông tin các trường, nghiên cứu về các cái chương trình đào tạo, nghiên cứu về cơ sở vật chất và tìm hiểu thêm các thông tin khác qua cái đề án tuyển sinh các trường để các bạn đặt bút xác định cái nguyện vọng mà mong muốn của mình vào trường nào, ngành nào. Thì tôi chỉ xin lưu ý các bạn có nhiều thời gian, các bạn không như mọi năm, không như mọi năm các bạn phải trực tiếp đến trường để nộp hồ sơ nhập học xét tuyển sớm. Năm nay các bạn việc xét tuyển sớm các bạn đều được xác định trên hệ thống, tức là các bạn phải làm online hết. Do đó các bạn có thời gian để mà tìm hiểu, để mà có sự chọn lựa và chắt lọc lại, tìm hỏi cái thông tin để đặt cái nguyện vọng nào mà mình ưa thích nhất, cái ngành nào mình yêu thích nhất, để càng có nhiều thời gian hơn. Do đó tôi cũng lưu ý các bạn cố gắng tìm hiểu về các cái đề án tuyển sinh của các trường trên trang web của trường cũng như trên thông tin cổng thông tin quốc gia để đặt cái nguyện vọng phù hợp nhất, cái ngành phù hợp nhất mà các bạn lựa chọn. Chúc các bạn có thành công trong cái việc lựa chọn ngành nghề mà phù hợp nhất cho cái mức điểm của mình. Xin cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn thầy Tuấn rất nhiều ạ. Và để khép lại số live ngày hôm nay thì quay trở lại với chủ đề của chương trình là sử dụng kết quả xét tuyển sớm như thế nào. Thì em xin mời cô Ngô Mến sẽ nhấn mạnh lại những cái điểm quan trọng để các bạn thí sinh nào mà may mắn đã có được kết quả xét tuyển sớm thì các bạn sẽ sử dụng thông minh và hiệu quả để trúng tuyển vào ngành học như ý của mình. Dạ. Cảm ơn Gia Hân. Cách xét tuyển như thế nào, cách sử dụng kết quả xét tuyển sớm như thế nào cho thông minh, cho hiệu quả nhất, thì cuối cùng là sẽ cái cách đó là chính là cái phương thức để giúp mình đạt được cái nguyện vọng mà mình mong đợi, trúng tuyển mà phù hợp với mình nhất, đúng không? Chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chúng ta được quyền có rất nhiều lựa chọn trong cái giai đoạn 28 ngày xét tuyển, và chúng ta cũng được quyền điều chỉnh không giới hạn, thời gian rất dài, được cân nhắc điều chỉnh nhiều lần. Tuy nhiên rằng kết quả cuối cùng thì chúng ta chỉ có một và chỉ một nguyện vọng duy nhất được trúng tuyển. Thì tôi chỉ hy vọng là các bạn đừng sẽ suy nghĩ về cái 28 ngày đăng ký này không phải chỉ như là một cái thời gian đăng ký xét tuyển. Bởi vì mà chúng ta hãy nghĩ đó như là cái thời gian để chúng ta lựa chọn trường học. Lúc đó các bạn chọn trường, chọn ngành đó. Dạ đúng ạ, nó như là cái giai đoạn để chúng ta lựa chọn nhập học luôn đó. Đúng rồi. Thì nếu chúng ta đã nghĩ như là cái câu chuyện là tôi sẽ nhập học trường nào đây, ngành nào đây, thì các bạn sẽ cân nhắc được nó kỹ lưỡng và nó phù hợp nhất với mình, chứ không phải là bạn chỉ trúng tuyển ngành nào. Trúng tuyển thì ở thời điểm này chúng ta cũng đã có nhiều, có thể đã có nhiều cái kết quả trúng tuyển có điều kiện ở nhiều trường khác nhau rồi, nhưng mà cái giai đoạn mà bộ tạo điều kiện cho chúng ta 28 ngày chính là để cân nhắc nhập học. Thì và thì lúc này nó sẽ quay trở lại câu chuyện là cái ngành phù hợp nhất với các bạn và cái trường phù hợp nhất với các bạn thì các bạn để vị trí ưu tiên số 1. Đối với kết quả xét tuyển sớm ở trường Văn Lang cũng như ở các trường đại học khác mà các bạn có trong tay ở thời điểm hiện tại, thì cách sử dụng thông minh đó chính là chúng ta sắp xếp theo thứ tự ưu tiên phù hợp nhất với mình, và các bạn hoàn toàn có thể bổ sung những cái nguyện vọng từ những cái phương thức khác, chứ không chỉ giới hạn trong kết quả xét tuyển sớm mà các bạn đang có ở thời điểm hiện tại. Các bạn sẽ làm như lời khuyên của thầy Tuấn, tức là chúng ta cân nhắc, chúng ta tìm hiểu, đây chính là thời gian để chúng ta tích cực tìm hiểu và chốt lại những cái nguyện vọng của mình, để khi mà lên cái hệ thống xét tuyển của bộ, cái công việc của chúng ta là sắp xếp một cái bảng thứ tự thông minh nhất, ưu tiên phù hợp với mình nhất, thông minh nhất chính là phù hợp với mình nhất. Và khi mà hệ thống lọc ảo thực hiện cái nhiệm vụ của mình thì kết quả trả về cho các bạn sẽ là một cái nguyện vọng trúng tuyển mà các bạn cảm thấy mà phù hợp với các bạn nhất và các bạn ưng ý nhất. Với kết quả xét tuyển sớm tại các trường thì đây sẽ là kết quả chính thức của các bạn nếu các bạn đặt làm thứ tự ưu tiên 1 khi mà các bạn đăng ký nguyện vọng. Thì thầy Tuấn đã nhận lưu ý cái điều này rất nhiều lần và tôi cũng muốn nhắc lại một lần cuối trước khi kết thúc chương trình. Đó là ví dụ kết quả trường Đại học Văn Lang, kết quả xét tuyển sớm mà được công nhận các bạn trúng tuyển có điều kiện ở thời điểm hiện tại này nè, sẽ là kết quả chính thức nhập học cho các bạn nếu các bạn đặt làm vị trí ưu tiên 1 khi mà các bạn đăng ký trên hệ thống của bộ. Do đó nếu ở thời điểm hiện tại
các bạn đã xác nhận đây chính là cái ngành mà các bạn mong đợi học ở đại học, thì các bạn mạnh dạn đặt ở vị trí ưu tiên 1 khi lên hệ thống xét tuyển thì chắc chắn các bạn sẽ trúng tuyển chính thức. Ngoài ra, cái điều thứ hai tôi muốn lưu ý các bạn đó là thời gian xét tuyển và thời gian gọi nhập học sẽ là khá là dài. Trong vòng 1 đến cuối tháng 9 đến nửa cuối của tháng 9 thì chúng ta mới gọi là được gọi nhập học chính thức đến các trường. Cho nên tôi cũng mong là các bạn tuy là mình biết lộ trình rồi nhưng mà mình cũng không tránh khỏi nôn nóng trong cái thời gian khá là dài đó. Cho nên các bạn, chúng ta rất là bình tĩnh, chúng ta biết lộ trình và chúng ta cũng biết rằng là mong đợi của mình là cái gì, thì mình sẽ bình tĩnh và cũng không có sốt ruột. Tại vì tôi cũng nghĩ rằng các bạn sẽ rất sốt ruột trong cái thời gian tới. Một điều tôi cũng xin lưu ý thêm với các bạn á, là các bạn đã được trúng tuyển sớm, các bạn đã được thông báo, các bạn đã được công bố của các trường, vân vân, tức là các bạn đã chính thức rồi. Nhưng các bạn cũng lưu ý rằng nếu các bạn đã trúng tuyển sớm và đã được trúng tuyển chính thức sau khi các trường công bố, sau khi các trường công bố rồi, Bộ Giáo dục Đào tạo trả kết quả về và các bạn đặt cái nguyện vọng ưu tiên, ví dụ các bạn muốn vào cái ngành nào đó của trường Đại học Văn Lang, các bạn có kết quả xét tuyển sớm, các bạn đặt cái ngành đó lên nguyện vọng thứ nhất thì chắc chắn các bạn sẽ trúng tuyển vào Văn Lang. Tuy nhiên một cái lưu ý mà tôi xin nhắc các bạn quên, tức là từ 18 tháng 9 đến 30 tháng 9 là thời gian các bạn xác định việc nhập học, xác định nhập học. Mà các bạn quên xác định nhập học thì xem như các bạn bỏ lỡ cái cơ hội trúng tuyển. Đến 17 giờ ngày 30 tháng 9, hệ thống của quốc gia sẽ khóa lại, không cho các bạn xác định nhập học nữa. Mà nếu mà các bạn không xác định nhập học, có nghĩa là các bạn từ chối việc chọn ngành và chọn trường đó. Tức là từ chối một cơ hội duy nhất. Chỉ các bạn lưu ý chỉ có một cơ hội duy nhất các bạn từ chối. Các bạn từ chối xem như là các bạn bỏ mất cái nguyện vọng đó. Và các bạn chỉ muốn sau này các bạn muốn đăng ký tiếp thì phải đầu tháng 10. Và lúc đó cái cơ hội sẽ bị hạn chế hơn, sẽ hẹp hơn. Thì mong các bạn lưu ý một số thời gian, một số thời điểm để chúng ta thực hiện cho đúng. Xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân tình đến từ thầy Tuấn và cô Mến. Và hy vọng rằng các bạn năm nay thì các bạn thí sinh khóa 28 sẽ gia nhập đại gia đình Văn Lang rất là năng động. Và một lần nữa thì trường Đại học Văn Lang cũng xin chúc mừng các bạn thí sinh đã trúng tuyển, xét tuyển sớm vào trường Đại học Văn Lang với kết quả như ý. Hy vọng rằng các bạn sẽ tận dụng tối đa kết quả xét tuyển sớm này để chúng ta giảm áp lực và vững tâm hơn khi chúng ta đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 22 tháng 7 sắp tới các bạn nha. Và tiếp tục đồng hành với các bạn thí sinh trong mùa xét tuyển đại học năm nay, trường Đại học Văn Lang sẽ tiếp tục lên sóng livestream xét tuyển, tư vấn xét tuyển đại học năm 2022 vào tối thứ năm tuần sau vào ngày 21 tháng 7 để có thêm thông tin cho các bạn trước khi các bạn chính thức đăng ký xét tuyển. Và một lần nữa thì xin cảm ơn thầy cô đã dành thời gian đến tham dự chương trình. Xin chào quý phụ huynh và hẹn gặp lại các bạn thí sinh vào số livestream tiếp theo. Xin chào. Ôm mai Văn Lang đến đây cùng tôi cùng chăm học thành tài. Ôm mai Văn Lang đạo đức đi cùng ý chí bay vút cao. Ý tưởng sáng tạo cùng mang những khát khao lớn, đoàn kết là sức mạnh truyền thống chúng tôi luôn tự hào. Our home, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người mang thành công đi khắp nơi. Our home, our pride, our life, our style, ngày chúng tôi tươi cười mang thành công đi khắp nơi. Ba da ba, ba da ba da ba, yeah ba 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 da ba. This is my Văn Lang. Ba 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 da ba, ba da ba da ba, yeah ba 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 da ba. This is my Văn Lang. My Văn Lang. My Văn Lang. Oh. Đây là Văn Lang, nếu mình đến với ta thì đây là sang trang. Gửi công sức vào trong và nhà thật hân hoang. Mỗi ngày đây Văn Lang cùng với niềm vui nên dẫn tràn. Văn Lang, Văn Lang. Tôi còn một cặp phát triển tới Bình Thạnh. Đi đâu cũng thấy Văn Lang, nếu mà cần giúp đỡ tôi luôn sẵn sàng. Hết lòng hỗ trợ lẫn nhau, đạo đức ý chí sáng tạo phát triển cao. Our hope, our pride, our life, our style, nhiệt huyết trong mỗi người
mang thành công đi khắp nơi. I'm home, I'm bright, alive, I'm star. Ngày chúng tôi tươi cười, mang thành công đi khắp nơi. Ba 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 ba